Ngày 19 tháng 3, Chúa tha thứ cho bạn. Sáng nay, tôi suy gẫm về Thiên Chúa, tha thiết muốn tha thứ cho tôi được mặc khải trong những lời này. Như đông đoài cách xa nhau ngàn dặm, tội ta đã phạm, Chúa cũng ném thật xa ta. Giữa tất cả những bối rối của tôi cảm động trước khao khát của Thiên Chúa muốn tha thứ cho tôi hết lần này đến lần khác. Nếu tôi trở về cùng Chúa với một trái tim sám hối sau khi tôi đã phạm tội, thì Chúa luôn ở đó để ôm lấy tôi và cho tôi bắt đầu lại. Chúa là đấng từ bi nhân hậu, người chậm giận và giàu tình thương. Thật khó để tôi tha thứ cho một người đã xúc phạm đến tôi, đặc biệt là khi điều ấy xảy ra nhiều hơn một lần. Tôi bắt đầu nghi ngờ sự chân thành của một người xin tha thứ lần thứ hai, thứ ba hoặc thứ tư. Nhưng Thiên Chúa không đếm bao nhiêu lần. Thiên Chúa chỉ chờ đợi chúng ta trở về, mà không oán giận, cũng không muốn trả thù. Thiên Chúa chỉ muốn chúng ta về nhà. Ân tình Chúa thiên thu vạn đại.